Hiện tại là Quy đang kêu bán một cái lô đất là ngang 5,1m, dài 30m, thổ cư 100%, đất đã có sổ hồng riêng, đường đi công cộng nha. Các bạn thấy đây là đường đi công cộng, cách cái đường huyện 16C khoảng chừng 7-80m thôi. Khu ở đây thì là một cái vùng quê thuộc xã Long Vĩnh, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang. Xung quanh đây là đã có nhà của người dân ở nè các bạn. Đây là cái vị trí lô đất mà mình chỉ cần trả trước là 30%, tương đương với 100 triệu thì mình đã có thể sở hữu lô đất này rồi ha. Giá bán lô đất là 325 triệu. Và bên bán thì có liên kết với ngân hàng để hỗ trợ cho vay tối đa 70%. Đó, vay phần còn lại mình có thể mua để làm tài sản tích lũy, đa dạng hóa cái tài sản của mình. Nếu mình đã có những cái tài sản giá trị lớn rồi thì mình có thể mua một cái lô đất này với một cái phân khúc giá rất là bình dân, trong tầm giá khoảng chừng 300-400 triệu thôi. Mình mua tích lũy trong cái thời buổi mà bão lạm phát đang ngày càng gia tăng. Ở đây khu này rất là có nhiều yến các bạn. Đó, các bạn thấy xa xa là có một cái nhà yến đó. Và ở đây không khí miền quê rất là mát mẻ, thanh bình. Thời gian vay thì mình có thể vay từ 1 cho tới 20 năm ha, tùy theo mình. Đây là cái đường đi vô đất từ cái huyện lộ 16C ha. Thì cái từ đây mình đi vô đất tầm khoảng 7-80m. Thì có những đoạn là 2m, có những đoạn 2,5 m, thậm chí là có những đoạn nhỏ hơn 2m một chút. Đó. Các bạn thấy đây là cái huyện lộ 16C. Một cái con đường rất là nhiều hoa cỏ. Và tại vị trí này là các bạn thấy là có cái cổng xã nông thôn mới Long Vĩnh. Đối diện có cái nhà yến nè ha. Đó là cái điểm nhận diện của mình. Tại vị trí này là cổng chào để đi vô thị trấn Vĩnh Bình, trung tâm của huyện Gò Công Tây các bạn. Đó, các bạn thấy ở đây là có cái cổng đi thị trấn Vĩnh Bình nè. Kế bên là có con cưng luôn ha. Để chạy cái đường này. Ở đây là có đèn xanh đèn đỏ nữa.